Netizen Campuchia gào thét, tại sao tỷ phú Việt Nam giúp đất nước phát triển, còn tỷ phú Khmer thì... Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Bò Thông Thái. Các bạn thân mến, mới đây trên nền tảng mạng xã hội Campuchia nổ ra nhiều tranh cãi khi so sánh tỷ phú Việt Nam với các tỷ phú của nước họ. Tại sao tỷ phú Việt Nam lại không ngừng đóng góp vào sự phát triển vượt bậc của đất nước mình, trong khi tỷ phú Khmer lại dường như đứng ngoài cuộc chơi? Đây không chỉ là câu hỏi của một vài cá nhân, mà đang trở thành nỗi bất bình của hàng triệu cư dân mạng Campuchia. Họ tự hỏi rằng liệu có phải do sự khác biệt về lòng yêu nước? Tại sao Việt Nam với những tỷ phú sáng tạo và tiên phong lại đang vươn lên mạnh mẽ, còn Campuchia thì vẫn lạc hậu? Vậy tóm lại, các tỷ phú của Campuchia đã làm gì mà khiến cư dân mạng phẫn nộ và đòi sang học hỏi các tỷ phú Việt Nam? Hãy cùng Bò Thông Thái tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Gần đây, mạng xã hội Campuchia xôn xao với nhiều bài viết về các khu du lịch mới tại Việt Nam. Đáng chú ý nhất là một bài viết nổi bật về người đàn ông đã góp phần biến nhiều tỉnh thành Việt Nam thành những địa điểm du lịch nổi tiếng thế giới, thu hút hàng triệu du khách. Với tiêu đề bài viết, đây là người đàn ông đã phát triển nhiều tỉnh thành ở Việt Nam thành các địa điểm du lịch nổi tiếng thế giới để du khách ghé thăm Việt Nam. Ông là tỷ phú Việt Nam Lê Viết Lam, chủ tịch của tập đoàn Sun Group. Những hình ảnh dưới đây là những địa điểm khác nhau của các khu du lịch do công ty phát triển. Bài viết không chỉ dừng lại ở lời giới thiệu mà còn đăng tải hàng loạt hình ảnh đẹp mắt về các công trình do Sun Group phát triển, từ cây cầu vàng với bàn tay khổng lồ trên Banda Hills đến làng Pháp cổ kính, khu du lịch núi Bà Đen Tây Ninh, thị trấn Hoàng Hôn lãng mạn ở Phú Quốc hay vẻ đẹp hùng vĩ của Hạ Long và Sapa. Sau khi nội dung này được đăng tải, nhiều người Campuchia không khỏi thắc mắc, tại sao tỷ phú Việt Nam đầu tư phát triển các khu du lịch giúp đất nước phát triển mạnh mẽ, trong khi tỷ phú Campuchia chỉ bán đất và rượu bia để làm giàu cho bản thân mà không đóng góp gì cho quốc gia? Câu hỏi này như một lời than thở về tình hình hiện tại, đặc biệt khi họ so sánh sự phát triển giữa vùng núi Bokor của Campuchia và Banda Hill của Việt Nam. Một bài viết đầy thất vọng trên mạng xã hội Campuchia đã nêu rõ sự khác biệt này. Đây là Banda Hill ở miền trung Việt Nam. Nó được phát triển sau Bokor của chúng ta, nhưng giờ đây nổi tiếng khắp thế giới. Còn Bokor của Campuchia thì sao? Dự án phát triển chậm chạp, chỉ có vài khách sạn, không khu vui chơi, đất đai bị phân lô bán đất hoặc xây nhà nghỉ dưỡng ồn ào. Không có gì hấp dẫn, không ai mua vì không có người hay du khách ghé thăm. Ai sẽ tiêu tiền mua nhà bỏ không hoặc đến ngủ ở khách sạn mà không có gì để vui chơi? Ngược lại, Banda Hill của Việt Nam đã trở thành một biểu tượng của sự phát triển du lịch. Nơi đây không chỉ có các khu vui chơi đa dạng, các công trình kiến trúc hấp dẫn, mà còn có cáp treo ngắm cảnh rừng núi, tàu lửa trên núi, các buổi biểu diễn nghệ thuật và sự kiện vui nhộn thường xuyên. Chính những yếu tố này đã làm cho khách sạn luôn đầy khách. Các hoạt động tại đây luôn đông đúc và sôi động. Sun Group không ngừng cải tiến và mở rộng, thêm nhiều khu vui chơi mới, giữ cho Banda Hill luôn là điểm đến hấp dẫn. Núi Bokor hay còn được người Việt gọi là núi Tà Lơ là một ngọn núi thiêng gắn liền với nhiều truyền thuyết và huyền thoại của người Khmer. Vào thời Pháp thuộc, năm 1917, nhận thấy khí hậu trên núi mát mẻ hơn so với miền xuôi, chính phủ bảo hộ đã lên kế hoạch xây dựng khu nghỉ mát tại Bokor. Theo đó, nhiều tòa nhà mang kiến trúc Âu Châu đã xuất hiện, bao gồm nhà thờ, nhà nghỉ và sòng bạc. So sánh giữa Bokor và Banda Hill, ta thấy có nhiều điểm tương đồng về khởi đầu. Cả hai đều là những khu nghỉ mát trên núi với khí hậu mát mẻ được phát triển từ thời Pháp thuộc. Tuy nhiên, sự khác biệt hiện tại lại rõ rệt. Banda Hill đã trở thành một khu du lịch nổi tiếng thế giới, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Trong khi đó, Bokor vẫn chưa được nhiều người biết đến ngoài cộng đồng người Khmer. Vậy người dân Campuchia đã có những phản ứng thế nào trước sự so sánh này? Dưới đây là những bình luận nổi bật của cư dân mạng Campuchia được Bò Thông Thái tổng hợp lại. Cụ thể, các bình luận nói rằng: tỷ phú Khmer chỉ biết buôn bán đất đai và kinh doanh bia rượu, lấy đó làm niềm tự hào. Thật đáng tiếc khi họ không nhìn xa hơn và đầu tư vào tương lai của đất nước. Tỷ phú Việt Nam thực sự biết cách đầu tư và phát triển du lịch. Những khu du lịch như Banda Hills không chỉ đẹp mà còn mang lại nhiều giá trị kinh tế và văn hóa cho đất nước. Họ đã biến những khu vực hoang sơ thành những điểm đến nổi tiếng toàn cầu. Đó là tầm nhìn chiến lược và sự cống hiến đáng ngưỡng mộ. Thật thất vọng khi núi Bokor chỉ có vài tòa nhà cũ kỹ và không có hoạt động gì hấp dẫn. Trong khi đó, Banda Hill đầy ắp những trải nghiệm thú vị, từ cáp treo đến các buổi biểu diễn nghệ thuật.
các tỷ phú Khmer chỉ xây nhà và bán đất, nhưng điều đó không mang lại sự phát triển bền vững. Chúng ta cần những khu du lịch đẹp và hấp dẫn hơn, cung cấp dịch vụ tốt, nhà vệ sinh sạch sẽ và giá cả phải chăng để thu hút nhiều du khách hơn. Đây là ngành công nghiệp không khói, mang lại nguồn thu lớn nếu được đầu tư đúng cách. Tham nhũng của quan chức Campuchia là một trong những nguyên nhân chính khiến đất nước mãi lạc hậu. Tiền bạc được dùng vào túi riêng thay vì vào việc đầu tư cải thiện đời sống người dân và phát triển hạ tầng. Tôi đã từng ghé thăm Bana Hills và thật sự choáng ngợp trước vẻ đẹp và sự hoành tráng của nó. Những công trình kiến trúc và khu vui chơi rất ấn tượng. Campuchia cần phải học hỏi rất nhiều từ cách phát triển này. So với Bana Hills, bầu cờ thật sự quá đơn điệu và nhàm chán. Bana Hills không chỉ đẹp mà còn rất sống động và luôn có điều gì đó mới mẻ để khám phá. Chuyến đi đến Hạ Long và Sapa của tôi thực sự đáng nhớ, cảnh quan tuyệt đẹp và dịch vụ hoàn hảo. Điều tôi ngưỡng mộ nhất ở các tỷ phú Việt Nam là lòng nhiệt huyết và cam kết với sự phát triển bền vững của đất nước. Các dự án của họ không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn nâng cao văn hóa và danh tiếng quốc gia. Người dân Campuchia đang phải chịu thiệt thòi vì các tỷ phú của chúng ta không quan tâm đến việc cải thiện du lịch và kinh tế. Họ chỉ nghĩ đến túi tiền của mình mà không hề đầu tư vào những dự án mang lại lợi ích chung. Phú Quốc là thiên đường du lịch với bãi biển trong xanh và các khu nghỉ dưỡng sang trọng. Cảm giác thư giãn và tiện nghi ở đây thật sự khiến tôi nghĩ rằng Campuchia còn phải nỗ lực rất nhiều để đạt được mức độ này. Tôi rất ngưỡng mộ tinh thần sáng tạo và tầm nhìn chiến lược của các tỷ phú Việt Nam. Nếu tỷ phú Campuchia có một phần của sự đầu tư và lòng yêu nước như họ, đất nước chắc chắn sẽ phát triển nhanh chóng hơn. Một đất nước phải biết tôn trọng lịch sử, ăn quả và nhớ kẻ trồng cây. Campuchia cũng giống Ukraine, không thể được hưởng cuộc sống tốt. Do lãnh đạo không tự lập mà chỉ dựa vào người khác thì khó mà phát triển được. Tôi rất thất vọng khi tham nhũng ở Campuchia khủng khiếp quá. Ngoài ra, có rất nhiều tổ chức, chia ba xẻ bảy nhưng cốt lõi là tiền, còn người dân họ nghèo kê họ. Tiền đó mang đi nước ngoài để giấu và hưởng thụ. Tỷ phú Campuchia cần phải học hỏi từ các tỷ phú Việt Nam. Thay vì chỉ chăm chăm vào việc làm giàu cá nhân, họ nên đầu tư vào các dự án phát triển bền vững để giúp đất nước vươn lên. Qua các bình luận của người dân Campuchia, khi so sánh các khu du lịch của Việt Nam, ta thấy được một điều rõ ràng là sự thất vọng của người dân Campuchia. Các khu du lịch nổi tiếng như Bana Hills, Hạ Long, Sapa của Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh mẽ với sự hoành tráng và sự phát triển rực rỡ. Ngược lại, các khu du lịch ở Campuchia chỉ thu hút ít du khách và thiếu đi sự hấp dẫn và tiện nghi. Việt Nam không những có những địa điểm du lịch đẹp mà còn có nhiều nhân tài vượt trội, những người có tầm nhìn và lòng nhiệt huyết với sự phát triển đất nước. Sự kết hợp giữa tài năng và đức độ là điều quan trọng giúp Việt Nam tiên phong trong việc phát triển du lịch và nhiều lĩnh vực khác. Đó là điều mà Campuchia cần học hỏi và cải thiện. Các bạn thấy sao về sự khác biệt này? Hãy để lại nhận xét của bạn dưới đây và đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ video để theo dõi thêm những nội dung thú vị khác trên kênh của Báo Thông Thái nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!